Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ hai tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Chúng ta đã bước qua ngày thứ ba rồi, nhưng mà ngày hôm nay đó là ngày lễ cho những người nào mà sống ở Hoa Kỳ đó chính là ngày lễ Memorial Day. Cho nên hôm nay chúng ta sẽ không thấy nhiều thông tin đâu và chúng ta cũng thấy được là chính của Hoa Kỳ cũng không có mở cửa và không biết tối qua các bạn ngủ có ngon hay không. Chỉ còn Thuận thì ngủ rất là ngon. Các bạn sáng nay tới hơn 10 giờ sáng Thuận mới thức lận. Nhưng mà chúng ta cũng có một số những cái thông tin quan trọng Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết thì chúng ta cũng cũng đã nhận được thêm thông tin liên quan đến cái nợ trần đó, thỏa thuận đó như thế nào hay hôm qua chúng ta cũng đã biết là đã có một cái thỏa thuận nhưng mà chúng ta đã thấy nhiều cái thông tin chi tiết hơn ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn chúng ta cũng nói tới một số những cái thông tin mang tính chất bullish các bạn tại vì hiện bây giờ đó chúng ta có rất là nhiều những cái sự so sánh giữa năm nay so với năm 2019 giữa năm nay so với những cái chu kỳ trước đó tôi cũng sẽ chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng có một cái thông tin liên quan tới nhận định của một người ở trên Twitter về chúng ta đang nằm ở đâu trong cái chu kỳ tâm lý thị trường này và thường cũng muốn nghe cảm nghĩ các bạn lại nghĩ là chúng ta bây giờ đang nằm ở đâu trong một cái chu kỳ tâm lý thị trường và cũng có một cái thông tin liên quan tới cái vụ kiện giữa Ripple và SEC các bạn à, và chúng ta cũng có một cái uh, bài viết cũng khá là thú vị đây là một bài viết tổng kết đến từ Cointelegraph và đã nói tới 7 người ứng cử viên cho năm 2024 để ra ứng cử cho chức vụ tổng thống của Hoa Kỳ thì 7 người ứng cử viên này đã đang có suy nghĩ gì về crypto tôi cảm thấy đây là một cái thông tin tổng hợp cũng rất là thú vị cho nên tôi sẽ dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn và chúng ta cũng thấy mới đây thôi đó mà chúng ta lại một lần nữa nói tới bầu cử tổng thống Hoa Kỳ các bạn 4 năm trôi qua rất là lẹ Hầu như chúng ta vừa mới nói tới ngày hôm qua liên quan tới bầu cử tổng thống Hoa Kỳ Chúng ta một lần nữa lại nghe cái sự sôi động đến từ cái đề tài này Và một lần nữa chúng ta lại thấy là crypto không những bây giờ đã là một phần của thị trường tài chính mà Crypto ngày càng trở thành một phần quan trọng của chính trị các bạn đương nhiên rồi crypto đó là một ngành nghề bây giờ chúng ta thấy được là crypto mang đến có thể mang đến lợi nhuận có thể mang đến thuế có thể mang đến công an việc làm có thể mang đến những cái như là hỗ trợ cái sự cân bằng của nguồn điện ở một nơi nào đó như là thuận đã từng chia sẻ trước đây với bạn có nhiều nơi đó họ sản xuất nhiều điện nhưng mà họ không sử dụng hết tại vì à, vì nhiều lý do dân cư không ở đủ hay là di chuyển điện đi sai như vậy đó thì họ không làm được và không có cách nào để mà lưu trữ điện được dẫn đến là họ hoang phí rất là nhiều điện nhưng mà bây giờ đã có có đào btc đào crypto thì đây cũng là một trong những cách để mà cân bằng nguồn điện ở những nơi đó những nơi nào mà có nhiều điện thì có thể dùng để đào btc và đương nhiên mang đến lợi ích cho cái dùng đó cho tiểu bang đó cho nên tới bây giờ chúng ta thấy được là có rất nhiều những cư viên họ đã lên tiếng nói về suy nghĩ của mình liên quan đến crypto tại vì cái số lượng người mà quan tâm crypto đang ngày lại càng nhiều và họ muốn có được cái phiếu bầu từ những người đó và chúng ta cũng còn một số những thông tin ở bậc khác và cũng không phải thông tin nào cũng mang tính chất bullish so các bạn chúng ta cũng có một cái thông tin không được tốt đến từ Bali rồi chúng ta hãy nhìn vào tình hình chung của thị trường đó, thì đây là chúng ta nhìn vào crypto bubble thì các bạn đã thấy được phần lớn thị trường hôm nay đó sau một ngày có cái sự tăng trưởng thì hôm nay có xanh có đỏ Nói chung nó cũng như là một số bạn đã nói là đoán trước hôm nay Thường sẽ nói là giá cũng tương tự ngày hôm qua Và thật sự là gì các bạn Ngày hôm qua chúng ta đã có một cái sự tăng trưởng Hôm nay đó thì uh, tuy cái mức giá bây giờ là khoảng 27.600 đô Cho một BTC đã xuống thấp hơn cái giá ngày hôm qua là khoảng 28.400 đô đó Nhưng mà chúng ta cũng thấy cái mức này cũng tương tự vậy mà thôi Sau khi mà có sự tăng trưởng thì cũng đã coi như giữ lại được Và so với lại thời điểm này ngày hôm qua đó Thì giá của BTC vẫn tăng 0.4% và Ether vẫn tăng 2.2%. Phần lớn các đồng lớn à, thì cũng vậy các bạn, tăng từ 1 tới 2% cũng không có đồng nào gọi là xuống nhiều quá đâu. Trong cái top 100 này là đồng xuống nhiều nhất chúng ta có render xuống 69% và injective tăng nhiều nhất là 10% mà thôi. Đó là tình hình chung của giá cả và đương nhiên chúng ta không có tình hình liên quan tới thị trường tài chính nói chung tại vì hôm nay đã chứng Hoa Kỳ đóng cửa, những thị trường hiện bây giờ cũng không có mở cửa các bạn nhưng mà cái thông tin mà được nhiều người quan tâm đến đó chính là cái vụ nợ trần thì chúng ta đã biết là những người đại diện cho cả hai đảng đó cũng đã đạt được một cái thỏa thuận rồi đây là một thỏa thuận mà thôi vẫn chưa có được chính thức được thông qua tại vì vẫn phải được bỏ phiếu ở hạ viện và thượng viện và ước tính là sẽ khoảng chừng thứ tư thứ năm tuần này sẽ bắt đầu bỏ phiếu các bạn nhưng mà chúng ta không biết được nhiều chi tiết sáng hôm nay đây, chúng ta đã có thêm những thông tin từ các bạn đây là cái văn bản mới nhất liên quan tới cái thỏa thuận nợ trần của hoa kỳ thì trong đây có những gì tôi đã chia sẻ với các bạn trên những mạng xã hội đó để thường chia sẻ lại ở trên trên youtube này cho những người nào mà không có theo dõi thuận trên những mạng xã hội thì chi tiết đó được là thứ nhất là thỏa thuận này đó là thỏa thuận đình chỉ nợ trần chứ không phải là một thỏa thuận là sẽ nâng bao nhiêu thì không biết là nhiều bạn sẽ hỏi là cái Thông tin đình chỉ nợ trần như thế nào? Đây có ý nghĩa gì? Thì đình chỉ nợ trần có nghĩa là tạm thời không có quan tâm đến nợ trần, nợ trần sẽ không có một hiệu lực. Có nghĩa là bộ tài chính của Hoa Kỳ sẽ có thể tiếp tục chi tiêu, cho dù là cái mức chi tiêu đó cao hơn cái mức nợ trần. Và đây là một trong những cách để tiếp tục vận hành quốc gia và có thêm thời gian để mà nghĩ về nợ trần nên được tăng bao nhiêu thay vì phải ra quyết định ngay bây giờ. Và cái thỏa thuận này đó sẽ đình chỉ nợ trần cho đến ngày 1 tháng 1 năm 2025 Nghĩa là sẽ không cần phải lo lắng cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống tháng 11 của năm 2024 cũng đồng nghĩa là nợ trần sẽ là một cái vấn đề mà tổng thống kế tiếp phải quan tâm và đây cũng không phải là lần đầu tiên mà hoa kỳ đã quyết định là đình chỉ nợ trần đâu các bạn chúng ta cũng đã thấy được là có rất nhiều lần trước đây đã đình chỉ nợ trần thôi. trong đó chúng ta có cái thời điểm từ năm 2013 đến năm 2020 đó thì trong vòng 7 năm này chúng ta đã thấy được là quốc hội đã ra quyết định là chấp nhận đình chỉ nợ trần 7 lần Trước khi mà bắt đầu trở lại để mà đàm phán một con số ấn định cho nợ trần kế tiếp Và đó là cái sự thỏa thuận đã được đồng ý bởi đại diện cho cả hai đảng Thì để tạm thời chỉ nợ trần đó Cũng có nhiều giới hạn chi tiêu để được thống nhất Bao gồm chúng ta có là loại bỏ một số khoản tài trợ cho cục thuế Nghĩa là IIS Thì chúng ta đã biết là một trong những cái tài trợ cho cục thuế đó là 80 tỷ đô la trong vòng 10 năm Thì... Những gì thông tin mà Thuận đọc được ngày hôm nay đó thì trong năm nay và năm sau 10 tỷ đô la mỗi năm sẽ được đình chỉ lại Không biết là họ sẽ đình chỉ rồi sau đó họ sẽ chi tiêu sau này hay là sẽ loại bỏ luôn Đó là phần đầu tiên Phần thứ nhì đó là thu hồi số tiền chưa dùng cho Covid nghĩa là chúng ta vẫn còn một số tiền mà chính phủ Hoa Kỳ để riêng ra để cho vaccine cho những cái việc liên quan tới dịch bệnh. Bây giờ những số tiền đó sẽ được thu hồi lại để mà dùng cho chuyện khác. Kế tiếp nữa là chi tiêu tùy ý phi quốc phòng sẽ gần như là bằng phẳng ở mức hiện tại. Có nghĩa là năm sau đó thì cái chi tiêu cũng sẽ cỡ như vậy mà thôi chứ không có tăng lên cho những cái chi tiêu tùy ý phi quốc phòng và đương nhiên đối với những người đầu tư đó thì rất là quan tâm đến cái vụ nợ trần này tại vì nợ trần ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu các bạn và đương nhiên ảnh hưởng tới thị trường tài chính nói chung, ảnh hưởng đến chi tiêu liên quan tới phát triển kinh tế cho nên rất nhiều người quan tâm đến còn đối với bên nào mà đầu tư chỉ crypto đó thì đương nhiên ngoài chuyện việc là các bạn quan tâm đến dòng tiền sẽ ra sao một điều nữa các bạn cũng đã nhớ đó là ở trong một phiên bản nợ trần trước đây đó đã có một cái điều lệ trong đó nói là sẽ đánh thuế đào crypto 30% đây là một cái dự luật đã được nói tới bởi tổng thống Joe Biden và nhiều người đương nhiên là phản đối rồi và các bạn đã thấy là ngày hôm qua đó chúng ta cũng nghe cái lời phát biểu đến từ Senator Loomis. thượng nghị sĩ Loomis cũng đã nói là sẽ quyết tâm không cho cái dự luật này được thông một quốc hội nhưng mà chúng ta cũng không phải quan tâm quá nhiều bây giờ tại vì dựa theo văn bản này đó khi mà thuận đi tìm kiếm cái từ liên quan tới đào như là mining đó thì chúng ta không thấy đề cập đến mining trong đây chúng ta cũng không thấy đề cập đến crypto để thuận cho các bạn thấy được là crypto cũng không được đề cập đến và đương nhiên btc bitcoin cũng không được đề cập đến có nghĩa là cái phần đó đã bị loại bỏ rồi không còn trong đây nữa và đương nhiên đó là điều mà những bạn nào trong thị trường crypto này muốn thấy và thêm vào đó đó chúng ta cũng có một dân biểu đó chính là Warren Davidson đây cũng là một trong những người rất là ủng hộ crypto các bạn và cũng đã confirm ở trên Twitter đó chính là dự luật đánh thuế đào crypto 3% đã bị loại bỏ ra khỏi cái văn bản thỏa thuận này rồi và chúng ta cũng thấy được là tổng thống Joe Biden và chủ tịch hạ viện Kevin McCarthy cũng đã đồng ý các quy tắc mới để giúp các dự án năng lượng bao gồm cả các dự án dựa trên nhiên liệu hóa thạch dễ dàng đạt được sự chấp thuận giấy phép để có thể tiếp tục hoạt động được thì đây là những gì chúng ta đã nhận được ngày hôm nay một lần nữa đó tuy đây là một cái thỏa thuận đã được đồng ý bởi những người đại diện cho cả hai đảng chúng ta vẫn phải chờ đợi kết quả Bỏ, bỏ phiếu ra sao khả năng bỏ bỏ phiếu có thông qua hay không đó thì nếu như bà hội thuận thì tôi nghĩ khả năng đó là cao đây đương nhiên là một cái thỏa thuận đã gọi là thỏa thuận rồi đó thì đương nhiên không ai vui tròn vẹn 100% nhưng mà nếu như đủ người chấp nhận đó thì sẽ được thông qua và nếu như đây là một thỏa thuận được chấp nhận bởi những người đại diện những cái hai đảng thì tôi nghĩ ít nhiều gì đó cả hai đảng cũng đã hiểu được trong đó có những gì và đưa ra một cái dấu hiệu là chấp nhận thì hai bên mới bắt tay có thỏa thuận này chứ nếu không thì sẽ không có thỏa thuận này đâu cho nên tôi nghĩ là khả năng vẫn sẽ cao chúng ta vẫn sẽ có những người mà không đồng ý đương nhiên rồi các bạn à, nhưng mà những người đó có đủ để cản trở thôi hay không thì có khả năng là không đủ đâu các bạn chúng ta sẽ biết sớm mà thôi trong tuần này và đây là cái thông tin liên quan tới nợ trần mà thu muốn chia sẻ với các bạn và trong tuần này đó thì ngoại trường nợ trần ra chúng ta đương nhiên vẫn đang chờ đợi xem coi ngày 1 tháng 6 khi mà hồng kông chính thức mở cửa cho việc crypto thì tình hình sẽ như thế nào đây đương nhiên vẫn là một cái thông tin lớn mà chúng ta sẽ quan tâm trong tuần này và tới cuối tuần này chúng ta sẽ nhận được thông tin liên quan đến chỉ số thất nghiệp tại hoa kỳ rồi đó là những cái thông tin liên quan đến tài chính nói chung cho ta giải nói tới một số thông tin liên quan đến crypto đi thì bây giờ có thể nhiều bạn sẽ có câu hỏi là nếu chúng ta so sánh với lại chu kỳ tâm lý thị trường đó, thì khả năng chúng ta đang nằm ở trong cái dùng nào đây là một đề tài mà chúng ta cũng đã nói tới khá là nhiều trong cả năm qua rồi các bạn và gần đây nhất thường đã chia sẻ với các bạn là thuận thì có lòng tin là chúng ta ở đâu đó từ cái dùng gọi là disbelief có nghĩa là cái dùng có sự nghi ngờ cho đến hốt nghĩa là có sự hy vọng và tôi nghĩ là nhiều bạn cũng có suy nghĩ đó hôm nay chúng ta đã có thêm một người nữa người này ở trên twitter đó cũng đã chia sẻ cái biểu đồ chu kỳ tâm lý thị trường đây là một cái biểu đồ rất nổi tiếng các bạn được sử dụng trong thị trường phố War đã rất rất nhiều năm rồi hầu như đó những tài sản đều đi theo một cái chu kỳ tâm lý như vậy và tâm lý chính là cái mà dẫn đến giá cả tăng hay là giảm các bạn đương nhiên cung cầu đó là thứ chính thức dẫn đến giá tăng hay là giảm nhưng mà đứng sau lưng cung cầu đó chính là sự tham lam và sự sợ hãi và cái chu kỳ tâm lý thị trường này đó khi mà các bạn nhìn theo cái thuyết này thì các bạn thấy được là cái mô hình đó, nó có cái sự giống nhau khi mà chúng ta so sánh với giá cả của btc và người này có cái sự tính tưởng là chúng ta đã bắt đầu đi vào cái dùng gọi là hy vọng rồi các bạn Nghĩa là cái dùng này ở trên màn hình Các bạn thấy được là chu kỳ tâm lý thị trường đó, thì nó đi như thế này thì những người nào mà không có rành đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu một thị trường với sự hoài nghi Rồi tới hy vọng rồi tới lạc quan rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu thấy thị trường có sự tăng trưởng mạnh có nghĩa là đi vào dùng lòng tin phấn khích hưng phấn đó chính là cái đỉnh của một chu kỳ rồi sau đó chúng ta sẽ có cái bên kia nghĩa là cái bên giá đi xuống các bạn chúng ta sẽ bắt đầu từ kiêu căng rồi tới lo ngại rồi tới phủ nhận hoảng loạn đầu hàng rồi chúng ta bắt đầu tới phẫn nộ rồi chán nản rồi chúng ta sẽ bắt đầu một cái dùng mới từ hoài nghi rồi lại tới hy vọng Người này nghĩ chúng ta đang nằm ở trong cái vùng hy vọng. Các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới. Một trong những cách mà chúng ta có thể ít nhiều gì hiểu được thị trường đang nằm ở đâu đó chính là chúng ta hãy xem những cái tâm lý ở bên dưới của những phần của chu kỳ giống như là giả sử các bạn nghĩ là chúng ta vẫn đang nằm trong phần phủ nhận đó thì các bạn phải tin là các bạn nhìn vào mạng rồi các bạn nhìn khắp nơi đó thì uh, các bạn thấy tâm lý chung là tôi đầu tư vào những dự án tiềm năng, giá sẽ hồi phục trở lại hay là các bạn nghĩ là chúng ta đang nằm ở trong cái vùng đầu hàng thì uh, Giờ các bạn phải nghe nhiều cái tâm lý là tôi bán hết không thể đi lộ thêm nếu như mà các bạn nghĩ là chúng ta đang nằm trong cái dùng gọi là kiêu căng đó Thì đây các bạn phải nghĩ là chúng ta nghe nhiều cái tâm lý như là chỉ là một sự điều chỉnh một chút giá sẽ tiếp tục tăng trở lại Và nếu như các bạn tin là chúng ta đang nằm ở trong cái dùng gọi là hy vọng đó Thì phần lớn mọi người sẽ nghĩ là giá có thể hồi phục Đây thật sự là một sự hồi phục chứ không phải là một cái bull trap như là nhiều người nói đó là cách mà các bạn có thể đưa ra những cái nhận định là chúng ta đang nằm ở đâu trong một cái chu kỳ tâm lý thị trường và đương nhiên không ai có thể biết được tương lai các bạn nếu như mà chúng ta nhìn vào những cái chu kỳ đó thì cho đến thời điểm bây giờ đó là tháng 5 của năm 2023 rồi thì chúng ta theo chu kỳ tâm lý thị trường lịch sử đó thì chúng ta đã đi vào một mùa mới rồi và nếu như mà theo chu kỳ đó chúng ta đang nằm ở trong cái vùng hoài nghi và hy vọng chúng ta sẽ nghe nhiều tâm lý như là đây chỉ là một sự hộp giả mà thôi chúng ta vẫn chưa thấy đấy đấy sẽ xuất hiện trong vòng bao nhiêu thời gian nữa hay là chúng ta vẫn sẽ nghe nói tới nhiều người đó là thị trường có thể thật sự tăng lên chứ không phải là một sự hồi phục giả đó là những tâm lý mà chúng ta sẽ nghe nếu như các bạn tin tưởng là chúng ta ở đâu đó giữa hoài nghi hy vọng lạc quan các bạn nghĩ sao các bạn comment dưới thôi nên thì nghĩ là chúng ta đã đi vào một sự hồi phục rồi các bạn dựa theo chu kỳ lịch sử của mọi 4 năm thì chúng ta bây giờ đã nằm trong vùng hy vọng rồi Bản thân thuận thì các bạn đã biết là từ năm ngoái tới năm nay thì vẫn tiếp tục trung bình giá và hiện bây giờ thì vẫn đang trung bình giá như nhờ những bạn nào mà theo dõi kênh thường xuyên thì cũng đã biết rồi. Và cho dù là chúng ta đang nằm trong dù một hoài nghi tới hy vọng cũng không có nghĩa là các bạn sẽ thấy là giá cứ tăng 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 mãi được. Nếu như mà chúng ta nghĩ năm nay là năm 2019 của chu kỳ trước đó đó thì để thần zoom vào để các bạn thấy rõ ràng hơn là sau khi chúng ta có cái sự tăng trưởng mạnh của năm 2017 thì năm 2018 đương nhiên là một cái năm cực kỳ ảm đạm các bạn giá cả đi xuống liên tục khiến cho rất nhiều người lo lắng và rời khỏi thị trường này tương tự như là năm ngoái năm 2020 Nhưng mà tới năm 2019 thì sao các bạn? Đó chính là bắt đầu từ thời điểm này các bạn tháng 1 của năm 2019 Thì cũng tương tự như là năm nay chúng ta có một cái sự tăng trưởng Nhưng mà đương nhiên không phải là một sự tăng trưởng thẳng lên các bạn Mà chúng ta có sự tăng trưởng rồi sau đó có một sự điều chỉnh xuống Khoảng chừng là vài ngày rồi tăng ngược trở lên Rồi sau đó chúng ta được là đi ngang khoảng chừng vài tuần Rồi tăng tiếp tục trở lên Tới một mức nào đó đó thì chúng ta sẽ đến cái mức cao của năm 2019 rồi sau đó chúng ta đã thấy được là có một cái sự đi xuống giá trước khi mà kết thúc của năm 2019 và nhiều người cũng tin là năm nay năm 2023 đó chúng ta thấy cái hiện tượng tương tự chúng ta chỉ không biết được là giá có thể tăng đến mức nào mà thôi nhưng mà nếu như chúng ta tin vào lịch sử đó thì tới một mức nào đó giá sẽ ngưng tăng và sẽ có một cái sự điều chỉnh đi xuống đương nhiên so với năm 2019 thì chúng ta vẫn thấy được là cái mức giá bắt đầu của năm 2019 nếu các bạn nhìn thì lúc đó chúng ta chỉ thấy được giá khoảng chừng 3.700 mà thôi đến lúc mà kết thúc năm 2019 thì chúng ta sẽ thấy được là giá đã kết thúc ở mức là khoảng chừng 7 000 đô thì vẫn cao hơn nhiều so với mức bắt đầu và thuận cũng tin năm nay sẽ là như vậy nếu chúng ta đi theo chu kỳ mỗi 4 năm nhưng mà đối như bên nào mà đầu tư dài hạn trung bình giá đó thì những cái mà lên lên xuống xuống hàng ngày cũng không phải là quan trọng lắm đâu quan trọng hơn đó là chúng ta muốn thấy BTC tiếp tục đi theo chu kỳ mỗi 4 năm và chúng ta sẽ bắt đầu đến càng ngày càng gần tới cái ngày Bitcoin hai bình kế tiếp còn khoảng chừng là 333 ngày nữa và sau đó mới thực sự là một cái sự bùng nổ của cái chu kỳ này. Và nếu như mà chúng ta nhìn vào tài liệu của Classno đó thì hiện bây giờ Classno nghĩ là chúng ta đang nằm trong vùng nào ở trong chu kỳ tâm lý thì là cái biểu đồ NUPL mà chúng ta cũng thường hay xem trước đây thì chúng ta thấy được cái biểu đồ này đã có nhiều màu bên dưới này để thằng zoom và các bạn thấy rõ hơn là chúng ta bắt đầu từ cái màu hồng này đó chính là đầu hàng. Kế đó nếu như mà trên đường tăng trưởng đó thì cái vùng màu cam này sẽ là cái vùng gọi là hy vọng trên đường đi xuống đó là cái dùng gọi là sợ hãi nếu như mà trên đường đi lên thì cái dùng mà màu nâu này đó chính là cái dùng lạc quan trên con đường đi xuống là cái dùng gọi là lo lắng nếu như chúng ta đi vào cái dùng màu xanh lá cây đó thì chúng ta sẽ đi vào cái dùng niềm tin khi mà giá cả trên con đường tăng trưởng khi mà giá cả trên con đường đi xuống đó đó chính là cái dùng gọi là phủ nhận và trên con đường đi lên cái dùng màu xanh dương này chính là cái dùng hưng phấn trên con đường đi xuống đó chính là cái dùng tham lam thì ngay thời điểm bây giờ đã dựa theo tài liệu on chain thì chúng ta đang nằm trong vùng nào thì các bạn thấy được chúng ta đang nằm trong cái vùng màu nâu này có nghĩa là trên con đường đi lên đó, đây là cái vùng gọi là lạc quan các bạn optimism à, thì chúng ta vẫn chưa đi vào cái vùng gọi là lòng tin có nghĩa là màu xanh lá cây này tuy nhiên những chu kỳ trước đó đó các bạn thấy được là mỗi lần mà đi vào cái vùng màu xanh dương đó đó chính là đỉnh của một chu kỳ nhưng mà cái chu kỳ mới đây À, chúng ta thấy được là chúng ta không có đi vào dù màu xanh dương chúng ta đến rất là gần các bạn vào thời điểm là khoảng chừng tháng 2 của năm 2021 đó cây chỉ số anh UPL này đã lên tới cái mức là 0.74 còn chút xíu nữa thôi đã đi vào cái vùng màu xanh dương rồi nhưng mà cuối cùng đã không đi vào dù màu xanh dương các bạn có nghĩa là cái chu kỳ mới đây chúng ta dựa theo anh UPL vẫn không thấy là sự hưng phấn đã xuất hiện và nhiều người nói đó là tại vì chúng ta thấy đáng lý đâu là BTC đã có thể tiếp tục tăng trưởng nhưng mà cái mùa tăng trưởng đó, đó đã bị ảnh hưởng khá là nhiều liên quan đến việc là Fed cắt giảm lãi suất khiến cho dòng tiền rời khỏi rất nhiều những mã đầu tư dẫn đến chúng ta đã không có một cái blow up top như là một cái sự tăng trưởng mạnh cuối cùng chứ kết thúc một cái chu kỳ cho nên chúng ta không thấy cái màu xanh dương xuất hiện thì đó cũng là một cách nói mà thôi các bạn thường chỉ không biết là chúng ta có thể tin tưởng cái biểu đồ nupl này trong cái mùa tăng trưởng kế tiếp hay là không nếu như mà chúng ta muốn an toàn hơn thì chúng ta chỉ nên xem chu kỳ này lên tới cái mức mà cao nhất của màu xanh lá cây giống như chu kỳ trước đó mà thôi chứ chúng ta cũng không có nên đợi tới màu xanh dương các bạn tại vì điều đó đã không xảy ra năm 2021 nhưng mà còn về cái dùng gọi là đầu hàng thì sao các bạn chúng ta thấy được là đã có rất là nhiều màu hồng xuất hiện và gần đây nhất đó, màu hồng là xuất hiện từ cái thời điểm là khoảng chừng tháng 11 các bạn ngay cái lúc mà chúng ta có cái sự xuống giá mạnh sau khi mà FTX gặp vấn đề đó thì chúng ta được là thị trường nó đi vào cái dùng gọi là đầu hàng và đi xuống rất là sâu các bạn tới cái mức sâu nhất đó chính là là khoảng chừng ngày 12 tháng 11 các bạn đó chính là cái mức các bạn đang nhìn thấy trên màn hình rồi sau đó chúng ta thấy được là chúng ta đã nằm trong cái vùng đầu hàng mãi cho đến khoảng chừng tháng 1 của năm nay và nếu như mà chúng ta tin đây là cái dùng đầu hàng nên mà các bạn đã có một sự tích lũy trong thời điểm này thì các bạn thấy được là giá cả cũng đã tăng sau đó trước đó chúng ta cũng thấy được là đã có một số màu hồng xuất hiện vào thời điểm khoảng chừng là tháng 8 cho đến tháng 10 trước đó nữa là khoảng chừng tháng 6 cho đến tháng 7 các bạn nhưng mà sâu nhất vẫn là cái thời điểm tháng 11 mới đây đây là một biểu đồ mà chúng ta sẽ xem nhiều hơn và nhiều hơn khi mà chúng ta đi càng ngày càng sâu vào một mùa mới Và chúng ta cũng sẽ nhìn về một cái tài liệu mà nhiều bạn thường hay muốn xem đó chính là hiện bây giờ Dựa theo tài liệu on-chain của ClassNode đó, thì chúng ta thấy có bao nhiêu BTC đang có lãi Thì bây giờ chúng ta thấy được là dựa theo ClassNode chúng ta có 71.6% BTC đang có lãi Thì cái này là tốt hay xấu các bạn? Cái này đó là điều tốt nếu như chúng ta vẫn tiếp tục thấy giá cả từ từ tăng trưởng lên chúng ta không muốn cái đường màu cam này tăng lên quá nhanh các bạn càng nhiều người có lời dựa theo on chain thì càng không tốt cho giá cả, và nhất là khi mà chúng ta thấy cái à, đường màu cam này đi vào cái vùng màu đỏ như chúng ta đã thấy vào tháng 11 của năm 2021 và trước đó là khoảng chừng tháng 1 tháng 2 của năm 2021. Thời điểm đó chúng ta cũng đã nói khá là nhiều về cái chỉ số à, phần trăm BTC có lời dựa theo class no. Thì bây giờ chúng ta đang nằm ở chính giữa các bạn khoảng 71% và trước đó chúng ta cũng đã nói khá là nhiều trong cái lúc mà chúng ta thấy cái à, đường màu cam mà đi vào vùng màu xanh lá cây bên dưới. Đây là cái thời điểm tốt tích lũy dài hạn và chúng ta thấy được đây chúng ta đã có một cái thời điểm tích lũy dài hạn từ cái thời điểm nào các bạn chúng ta đã thấy được là cái mức mà nằm nhiều trong vùng màu xanh lá cây này đó là khoảng trên tháng 11 của năm 2022 và kéo dài cho tới khoảng chừng là tháng 12 của năm 2022 mới đây. Và trước đó chúng ta thấy được là thời điểm khoảng chừng tháng 9 cho tới tháng 10 của năm ngoái đó đã có một số lần cái đường màu cam này đi vào vùng màu xanh lá cây. Và những cái thông tin này đó thường cũng đã chia sẻ các bạn ngay thời điểm đó. À và đương nhiên lúc mà mọi người lo sợ đó thì những thông tin này rất là ít người quan tâm. Nhưng mà giống như mọi thứ khi mà đã qua rồi nhìn lại thì các bạn mới thấy được là cơ hội đã bị bỏ lỡ những thông tin này đó nó cũng không phải phù hợp với lại các bạn là bây giờ bán hay là mua nó không phải dành cho nhiều bạn nào mà đầu tư ngắn hạn các bạn phần lớn những thông tin on chain những cái tin tức mang tính chất dài hạn đó thì chỉ dành cho những bạn nào mà đầu tư dài hạn có những chiến lược trung bình giá mà thôi tại vì nếu như mà các bạn tích lũy trong khoảng thời gian ngay cả khi mà chúng ta thấy được là giá vẫn còn cao giống như là lúc mà tháng tư của năm ngoái đó khi mà giá vẫn là bốn mấy năm mươi ngàn đô cho dù các bạn trung bình giá ngay thời điểm đó mỗi tuần Thế bây giờ các bạn vẫn có lời Chứ đừng nói tới là các bạn trung bình giá từ thời điểm tháng 9 tới bây giờ Thì gặp phần lại các bạn sẽ khá là cao đó các bạn Tại vì lúc này giá của BTC đã đi vào dùng khoảng chừng là 19-20 ngàn đô rồi Và từ đó đi từ từ xuống tới 15 ngàn đô Sau đó các bạn thấy được là giá đã tăng lên tới gần đây là 31 ngàn Bây giờ là khoảng 27 600 đô Đây là cái thông tin on-chain mà Thùng muốn mang đến cho bạn trong cái video này